Hello, chào các bạn, mình là Aya và chào mừng bạn trở lại với channel của mình. Trong một lần lang thang trên YouTube thì mình đã hiện ra được một channel của ATG Maker. Và mình rất bất ngờ khi người làm ra game này Double kill. Và là người Việt. Đó. Và cho nên mình đã quyết định đào thử game này về chơi thử xem sao. Nếu các bạn quan tâm thì bạn có thể đào game ở link ở dưới phần description. Và mình sẽ để lại link của channel và link channel của bạn làm game. Ok, và với Moon Slam bạn mình là đất trăng. Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với Moon Slam. À đúng rồi, channel của bạn này là Nguyệt Nguyễn mà. Nguyệt cũng là mặt trăng luôn. Đó, và đây là một game Việt cho nên là những cái nội dung bóng đều tiếng Việt. Chính vì thế mà chơi sẽ dễ dàng hơn so với những game là tiếng Anh. Còn nhiều sai sót mà mọi người bỏ qua. Wow, đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây? Sao mình đang ngủ trong lớp mà? Béo má. Éo phải mơ à? Rồi sao? Đi lòng vòng xem thử đi thằng khùng, con mèo trên kia gọi mày kìa. Ai nói thế? Thôi cứ đi lòng vòng coi sao đã. Ok, chạy được nè, ấn shift để chạy nha. Hello mèo. Hello mèo. Mèo. Hello con mèo. Xoa đầu nó. Cái gì thần gì thế, bố cảm giác của mày à? Ok, mình đang muốn là bạn mà. Sao lại như thế? Đá nó. Thật à? Really? Really? Ok, mình còn chưa xếp game cơ mà. Ok. Kinh nghiệm lần sau là các bạn xếp game ngay khi có thể nha. Fire in the hole. Ok. Cú là gì? Cú cái bíp. Mà cú này hơi nguy hiểm. Cứ thử tề về nó thì hơn. Nghĩ gì thế cú? Từ từ nhá. Tại sao không có màu trắng đến lúc vào hội thoại nó thành màu đen? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tỉnh lại ở nơi này. Chả biết đây ở đâu. Mà sao mọi người bị đóng băng? Lên. Biết chủ lực của nhà. À, tao quên lời thoại rồi. Mày đang bóp kẹp. Động mày là cú này. Quên thoại hả? Này không phải tại tao, tại cái bạn làm game của tao. Double kill. Multi kill. Đeo mày. Thế em xin lỗi bot. Nói thầm với tác giả. Nói chung thì nếu muốn thoát khỏi thì chỉ phải cần phải xóa bỏ lời nguyền, biến nơi này ấm áp trở lại. Vậy thôi. Tất cả cô đây lại hướng dẫn. Sao mình đọc sai cái điều này? Tất cả cô đây lại hướng dẫn trên con người rơm ở đằng kia. Double kill. Bà hay cho lắm. Multi kill. Thằng khùng. Ok. Hello người đâu? Double kill. Thế vào nhà thờ. À còn một câu. Gì vậy? Là màu tí. Hỏi hỏi cái gì tự mò đi. Oh my god. Hiệu ứng. Cái hiệu ứng. Ok. Mình thấy thú vị cái game này rồi đó. Nhận. Bướm. Đi sang bên trái đi. Hello. Bức tượng này không nhỉ? Xin chào. Wow, xinh thế. Oh my god, tượng biết nói, ngươi cũng biết nói là thôi, có gì lạ đâu. Phải hỏi à? Đẹp chính nó vậy chịu thôi. Các bạn biết rằng tôi cũng giống như mấy người ngoài kia, vì không phải là người đóng băng ở đây. Sao cô nói chuyện được với mọi người không? Tượng mà.
vì tôi là pháp sư. Double kill. Có thể tôi hóa thành tượng. Cô có người yêu chưa vậy? Nhảm nhí chết đi. Chạy game over hỏi xíu lắm mà. Tại sao tất cả game này độc ác nhở? Này mình sẽ chơi. Nhanh lên. Tôi thấy cô hình tượng đáng ghét một chứ. Cháu lại không bỏ nốt. Làm sao để giải thích được này thì tôi có thể giúp bạn. Bạn cần thu nhặt đủ 7 viên kim cương màu đỏ. Sau đó hãy đưa nó cho nữ hoàng và cô sẽ giải được lời nguyền. Đơn giản vậy sao? Double kill. Đâu nhóc à? Vậy tôi phải là... Vậy tôi phải làm tìm á? Thừa một chữ rồi. Vậy tôi phải tìm chúng ở đâu? Nó khắp nơi trong vùng đất này. Tôi kiểm tra thật kỹ tất cả những nơi mà lại đi qua. Đừng lo, tôi có giữ một viên rồi ra cho cậu. Hãy cố tìm 6 viên còn lại nhé. Cảm ơn nhé, tôi đi đây. Hãy thật trái tim. Double kill. Rồi. Và có thể tìm thấy đại pháp sư trên lầu ấy. Ok, đại pháp sư trên lầu bên này có gì không? Piano. Wow. Cái đàn ở bên này có thể tự chơi đấy. Ok. Hết rồi nhỉ. Đã biết chó mà là mặt là ai là lại đứng ở đây đầm đùa. I love you. Double kill. Ok ok. Multi kill. Cụ 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 ông sao vậy? Ta không nói được nữa. Có hãy xem con mẫu dưới này. Tuyết phủ đầy quá. Gợi ý kiểu con khô gì vậy trời. Pho tượng bị tuyết phủ đầy à? Sao vậy ta? Ok, con chó của nhà mình nó đang sủa dữ quá và ngoài bên ngoài thì tiếng nó khá là ồn. Không biết là có ảnh hưởng đến chất lượng vít nhiều không? Tìm kim cương. Vậy à, tôi sẽ giúp bạn với bạn trả lời được các câu hỏi của tôi. Câu số 1 thứ 5 có được câu 18. Trời ơi, quá dễ. Đây là chơi game hay là học lịch sử vậy? Nguyễn Trãi đúng không? Trời ơi, coi thường người ta quá à. Có 4 viên kim cương được giấu trong tòa lâu đài đằng kia. Khoái vào đó để tìm. Hula. Vậy mà cũng gọi là giúp á? Được, vậy mà chịu thôi. Nói cẩn thận, trong lâu đài này có vài hồn ma không mấy thực hiện. Một chúng như cậu nên chạy thật nhanh. Để chúng vào game over. Okay. Đã hiểu. Lên được cả trên này. Vậy đây sao? Viên đá mình sẽ xem thử. What? Eo, quỷ thế đó. Đúng chắc là nó cũng chắc là một cái tên con gái. Double kill. Mình, ông đã nhờ đến sự trợ giúp của ma tộc. Từ đó yêu ma bắt đầu. Đến khi nhà vua qua đời, công chúa kế vị, đất nước dần ổn định. Ma binh. Double kill.
nữ hoàng là mất 7 viên kim cương đỏ mà cha người để lại. Đám ma quỷ mất khống chế. Chỉ biết xấu quá, cha đọc được gì cả. Double kill. Multi kill. Tức là... Ok, mình nghĩ mình sẽ xếp game. Tức là... làm sao? Ui! Double kill! Mình cẩn thận hơn. Trong này có gì không? Trong này có gì không? Hello? Hello? Gì đấy? Cái dương bị khóa có một đường chữ trên này. Bấm vào một trong hai nút sau để mở. Ơ có một viên YOLO. Này làm gì? Bắt thở theo. Ê ê bướm. Kính cửa bên trên đã bị khóa bằng những câu đố. What? Hãy nhìn cho kỹ những cái nến nào. Thiết kế và những thứ trong nhà thờ. Xong rồi.